Sưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Vâng, rất vui là được gặp tất cả quý anh chị khách hàng trong video ngày hôm nay. Và tiếp tục thì hôm nay cơ sở Mộc Nam Huy đang chuẩn bị một đơn hàng để giao đến cho một anh khách hàng là con của chú Thoại. Chú Thoại là một khách hàng đã mua hàng tại cơ sở đồ gỗ Mộc Nam Huy. Và chú lại tiếp tục làm thêm một đơn hàng nữa dành cho con trai của mình. Cảm ơn chú và anh rất nhiều. Trước khi các sản phẩm này được giao đến tận nhà cho gia đình thì sẽ lại là một clip quen thuộc của cơ sở Mộc Nam Huy nhằm báo giá cho tất cả quý anh chị khách hàng về các sản phẩm này. Vâng, đầu tiên thì có hai chiếc giường, một chiếc giường bi là cái chiếc giường phía bên ngoài và bên trong đó là chiếc giường mẫu sò lửng. Đây là hai chiếc giường được làm với kích thước đó là 1m6 với giá là chiếc bên ngoài có giá là 10 triệu rưỡi và chiếc bên trong có giá là 10 triệu theo cái giá cũ mà Mộc Nam Huy có để cho gia đình nhà mình. Hai chiếc giường chất liệu gỗ qua đỏ rất là đẹp quý anh chị nhá. Rất là dày luôn nhá. Vân veo của hai chiếc này thì cũng rất là đẹp. Tiếp đến đó là một sản phẩm mà có thể coi như là huyền thoại của cơ sở Mộc Nam Huy rồi. Một cái sản phẩm mà Mộc Nam Huy đã được khách hàng đánh giá rất cao và khách hàng tin dùng rất là nhiều. Đó là bàn ăn gỗ qua đỏ. Hàng thuộc được làm theo tiêu chuẩn đó là vách tựa gỗ qua Lào và mặt ghế được làm với độ dày là 3 phân. Khác biệt hoàn toàn đối với các cái sản phẩm phổ thông mà quý anh chị vẫn theo dõi thường xuyên. Các phần chân được làm theo kiểu chân hoa lá tây và trụ được làm theo kiểu trụ hồ lô. Đây là một cái mẫu hàng rất là dày nhá. Với các bản file của bàn được làm với độ dày là 4 phân. Đây là một bộ bàn rất đẹp đã được sơn hoàn thiện đầy đủ và kính mặt bàn Mộc Nam Huy cũng đã cắt đầy đủ để tặng kèm vào với đơn hàng của gia đình nhà mình. Và sản phẩm ở đây có giá là 34 triệu. Vâng ạ, một bộ bàn rất là đẹp quý anh chị nhé. Chỉ cần lướt qua thôi, quý anh chị chúng ta đã thấy rồi. Tiếp đến có một bộ ghế salon nghê tay 12 gỗ qua đỏ. Đây là một bộ ghế được làm với tiêu chuẩn chất cây đẹp nhất và sạch nhất trên tiêu chuẩn cột 12. Tay tì 12, chân 12 và mặt ván được làm theo tiêu chuẩn mặt ván chen có độ dày là 2/3. Đó, tay rồng được đục chạm rất là đẹp và rất là gọn gàng quý chị nhá. Tiêu chuẩn của chất cây đẹp nhất và sạch nhất nó bao gồm luôn cả các cái phần gầm và phần đáy của sản phẩm. Đây là một bộ hoàn thiện có giá là 47 triệu tại cơ sở. Và đây là một bộ ghế mà khách hàng chắc chắn luôn là đã mua ngay từ khi còn mộc. Một chiếc án giang trên chất liệu gỗ qua đỏ 2 tầng với kích thước bề dài 1m54. Sản phẩm có giá là 14 triệu 500 ngàn trên chất liệu là gỗ qua đỏ hoàn toàn. Đơn hàng này của gia đình nhà mình thì đã mua mộc và để mộc và khá là lâu quý chị nhá, khá là lâu. Vậy nên thì cái màu sắc của sản phẩm đặc biệt là trên những cái bộ bàn ghế salon, quý chị để ý là nó có cái màu nó hơi hơi đậm hơn một xíu quý chị nhá. Do gia đình nhà mình là để mộc nó lâu. Vâng, tiếp theo thì có một chiếc tủ áo. Đây là chiếc tủ áo 1m6 trên chất liệu gỗ sồi. Và Mộc Nam Huy cũng xin cập nhật giá mới nhất của sản phẩm này. Hiện tại đang là 8 triệu rưỡi. Một cái mẫu tủ có thể coi như là có một cái sản lượng mà Mộc Nam Huy xuất xưởng gần như là nhiều nhất trong số tất cả các cái sản phẩm của cơ sở. Riêng về tủ áo là Mộc Nam Huy xuất xưởng nhiều nhất luôn. Đây là một trong những cái mẫu hàng mà Mộc Nam Huy làm và cân đối một cái mức giá có thể nói như là nó quá là hợp lý luôn cho cái tầm phân khúc. Vậy nên thì cái điều mà khách hàng chọn lựa nó nhiều là một cái điều hiển nhiên luôn. Và riêng về tủ áo thì Mộc Nam Huy xuất xưởng rất là nhiều và hầu như là trong gần hết các cái video đều là có các cái sản phẩm này. Vâng, và đó là tổng quan về đơn hàng mà Mộc Nam Huy sẽ giao đến cho chú Thoại và anh đã đặt tại cơ sở Mộc Nam Huy. Cảm ơn chú rất nhiều vì chú đã ủng hộ, không những ủng hộ của gia đình mình mà lại còn mua cho cả người thân trong gia đình nữa. Cảm ơn chú đã tin tưởng và ủng hộ cho cơ sở Mộc Nam Huy. Và cảm ơn rất rất nhiều khách hàng vẫn thường xuyên theo dõi và ủng hộ cho cơ sở của bên Mộc Nam Huy em nhé. Và nếu như quý anh chị khách hàng có nhu cầu cho những cái sản phẩm đẹp và chất lượng giống như đơn hàng của chú và gia đình, xin mời quý anh chị cứ tới tận cơ sở của bên Mộc Nam Huy để chọn lựa cho mình những cái sản phẩm đẹp nhất. Và đừng quên có một cái chính sách rất là hay tại cơ sở mà không phải ở đâu cũng có. Đó là chính sách mua hàng mộc, kiểm tra mộc và ký nhận trước khi sơn. Và xin được cảm ơn tất cả mọi người đã cùng
bỏ thời gian để theo dõi cái video này với cơ sở Mộc Nam Huy. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong các clip kế tiếp nhé.